làm anh ông yên kể mà phụng ta anh kể yên đông rằng rìa là nhẹ. Kính thưa toàn thể quý vị trong hôn trường, cũng chơi xong kính thưa các bậc chính quyền thôn xã, kính thưa các ông mục bà, ông bà mục sư và con cái Chúa đã đến đây để bỏ thời gian quý báu của mình vào mừng lễ cưới cho hai cháu. Hôm nay tôi đại diện cho nhà trai có đôi lời để cảm ơn. Trước tiên không biết nói gì hơn, chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời ba ngôi là dẫn đường dìu dắt của các quý khách vào đây trên đường lộ thật bình an. Thì chúng ta đã đến đây, như chúng ta biết thì con cái là cha mẹ, là gia đình nuôi nấng khôn lớn. Thì như chúng ta thấy câu ca dao tục ngữ ông cha ta nói, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Có cha có mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đờn đứt dây. Cơm cha thì áo mẹ chữ thầy, cố gắng học tập có ngày thành danh. Thì bữa nay là lớn tuổi rồi thì các cháu thành lập gia đình. Còn trong khi hai cháu tìm hiểu với nhau thì biết bao nhiêu thăng trầm để tìm chọn đời bạn đời của mình để sống chung thủy trăm năm hạnh phúc. Thì trong đó là có gian lao lắm. Thì bên nữ thường nói là anh ơi đi lại thật dày, nếu mẹ không gả em bày mưu cho. Thì như vậy là đã có mưu rồi. Thì xong đó là bên con trai thì nói là bây giờ hỏi vợ thì cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha, cưới lâu thì thành vợ người ta, cưới mau mới có xuôi gia qua vào. Nên như vậy là bên nhà trai thì phải đi cưới luôn. Thì đã cưới như vậy thì bên gái thì như thế nào? Thì cô dâu nếu mà đã cưới xong thì cũng phải là nghĩ trước mắt là bên cô thì có chồng chẳng được đi đâu, có con không được đứng lâu nửa giờ. Đó thì thường là phải có chồng là phải không được đi đâu nha. Rồi cuối cùng nữa mà có chồng mà chẳng có con, khác gì hoa nở trên non một mình. Như vậy là một mình thôi không có tốt, phải có con có cái mới vui. Rồi sau đó là bên con trai cũng vậy. Con trai tức là như thơ Tố Hữu cũng đã nói, bên con trai á, là anh còn son em cũng còn son, ước gì ta được làm con một nhà. Bắt đầu từ đây chúng ta con một nhà, con một cha, nhà một nóc, thịt với xương tim ốc dính liền. Như vậy là hai cháu sẽ dính liền từ ngày hôm nay. Đó thì cuối cùng chúng tôi không biết nói gì hơn là chúc tất cả quý vị trong hôn trường vui vẻ, mạnh khỏe, an lành, hạnh phúc. Trong khi tổ chức tiệc đãi có gì thiếu sót, mong tất cả quý vị trong hôn trường hết sức thông cảm. Tôi xin trân trọng cảm ơn cha lời cho.